vừa mới chia sẻ thì rõ ràng là với những người bệnh ung thư, bất kể là sử dụng cái phương pháp điều trị nào thì cũng gây ra một cái sự đau đớn đúng không ạ? Và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thay đổi những cái nhu cầu thói quen ăn uống của họ. Vậy thì chế độ dinh dưỡng lúc này có vai trò quan trọng như thế nào ạ? Vâng, thì chúng ta cũng biết là đối với người khỏe mạnh bình thường thì dinh dưỡng đã là đóng một cái vai trò rất là quan trọng rồi. Bởi vì nếu mà chúng ta ăn uống không cân đối, không đầy đủ và không hợp lý thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả, ví dụ như là ăn nhiều quá thì sẽ thừa cân béo phì, hoặc là ăn ít quá thì suy dinh dưỡng, hoặc là nếu mà ăn không cân đối, không hợp lý thì có thể là cân nặng chiều cao bình thường nhưng mà chúng ta lại bị thiếu vi chất dinh dưỡng, hoặc là không an toàn. Thế thì đối với người bệnh ung thư, tất cả những cái yếu tố của một cái dinh dưỡng cho người bình thường đã cần phải đáp ứng rồi thì đối với người bệnh nhân ung thư nó còn đáp ứng cao hơn nữa, bởi vì cái năng lượng nó đòi hỏi nhiều hơn, protein cũng đòi hỏi cao hơn, vì là bệnh nhân có suy mòn, suy kiệt, mất khối cơ, rồi thì các cái vitamin và khoáng chất, chính vì là ăn vào ít thì cái vitamin và khoáng chất nó cũng bị thiếu. Vì thế cho nên là đối với người bệnh ung thư thì chúng ta rất là phải kiểm soát rất là chặt cái tình trạng dinh dưỡng và xem là bệnh nhân bị thiếu cái gì để chúng ta bổ sung. Bởi vì nếu mà để thiếu kéo dài thì bệnh nhân sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, và khi đã suy dinh dưỡng rồi thì cái việc đáp ứng với điều trị nó còn khó khăn hơn rất là nhiều với cả cái người bệnh ung thư mà không bị suy dinh dưỡng. Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng Kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.